Ra cái chợ lúc nãy vắng là như vậy đó các bác, vì họ đi chùa hết rồi. Cái tục lệ của họ đi chùa một tháng là 4 lần, là ngày 8 và ngày 15, 23 và 30. À, tục lệ của họ là vô lượng ngày tao thi tao thay kê nằm rô thờ tạc chân tạc đà ra thi vô trang rô thờ tạc. Xã Châu Lăng, ấp Gò Len. Rồi bây giờ mình đã có mặt ở ngay chân chợ Gò Len. Mình sẽ ghi hình cho cô bác xem sơ qua về cái chợ Gò Len một tí nha. Đây là chợ Gò Len. Đó. Rồi bây giờ mình đi vào chi tiết nha cô bác. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ đi vào chi tiết cho cô bác xem cái chợ Gò Len nha. Mình đi nhanh nhanh để em thôi hết chợ vì họ về rất là nhanh. Bên đây thì chưa thấy những cái hàng cá chỗ này, vì chỗ này có những cái hàng bán cá, những người hôm nay bán cá vì lần trước mình cũng có quay nhưng mà hôm nay thầy không thấy. Thì ra là họ ở phía sau, bây giờ đổi lại rồi cô bác ơi. Lâu quá mình không có ghé đây. Họ tuốt ở phía sau. Những cái gian hàng cá rau này thì ở phía sau. Lúc trước thì ở phía trước, bây giờ ra tuốt phần sau luôn. Cụ bán rau sạch nè. Sáng giờ bán được chưa? Được. Vui vẻ quá cụ. Rồi cái này là sầu đâu chú? Sầu đâu? Dạ. Sầu đâu đắng hoài. Đắng ngọt, đắng hậu ngọt. Đắng mà hậu ngọt. Dạ, một bó bao nhiêu tiền nè? 10.000 chú ơi. 10.000. Dạ. Dễ ăn quá. Dạ. Rồi bán mắm nữa ha. Mắm, dừa mắm. Dừa mắm nữa. Dạ. Cảm ơn cụ nha. Dạ. Oh cool. Trả tiền đi. Rồi cô bên đây thì cũng đủ thứ hết luôn. Mấy giờ mình dọn ra mà giờ này muốn hết rồi. 9. Mấy giờ? 9 giờ. À 9 giờ là hết ha. À. Còn mình tới đây thì 5 giờ hả? À, 5 giờ mình tới ha. Mua cà phê uống. Mua cà phê uống. 10 ngàn cung nước, 5 ngàn cung nước. Rồi chị này chỉ bán trái cây. Và cô đó cô nói là quay phim là phải cho cổ tiền. Chút nữa mình ra mình cho tiền. Bên đây là ồ bún cá nha, độc đáo nha. Rồi bên này là cũng vậy luôn, sầu đâu luôn. Ngành ngạnh hả? À rau ngành ngạnh để ăn bánh xèo. Ồ, đẹp quá, rau rừng không nha cô bác, rau thiên nhiên không luôn á. À, mấy chị ở đây nói tiếng Việt hơi rành hơn. Gần hơn ở Âu Long này kia. À phía sau bây giờ chợ ra phía sau. Lâu quá mình không đi thì bây giờ ở phía sau này nhiều nè. Mình cứ ngỡ là ở phía trước không. Hay quá. Còn đây thì một hé, 6 xăm, mũ gòn, đủ thứ hết luôn. Đắt lắm. Dạ. Chút nữa chờ chút xíu hoa là.
Tiếp theo nữa là mình ra phía sau là chợ cá nha. Ồ, cá đồng, cá sông. Quá trời cá luôn. Cá này cá bè, cá dễ trà hả chị? Cào. Cá cào. Rồi đây thì cá biển, cá cào luôn. Bên này mới đặc biệt hơn. À, ngày 30 với là rằm mùng 8, 23 là cô bác đi chợ dần ha, hay đi chùa. Chùa. Ừ. Vợ bữa nay vắng đi chùa hết rồi. Dạ. Ờ, phía trong đó nhiều kìa, đông kìa, trong nhà lồng đông nè, trong nhà lồng đông đông nè. Chị nói gì à, con? Chị nói gì con không hiểu. À, coi như là nhìn thấy mình trong đó ha. Ồ, xin lo hả? Cái này là mít phải không vậy? Mít. Mít. Nấu canh xin lo hả? Ồ, cái bông đu đủ hả? Bông đu đủ. Bông đu đủ cũng ngon. Mướp. Ồ, cái này là mới ngon rồi. Bí nè. Bí này, bí dẻo à ha. Ồ, trong nhà nhà lồng đông nha cô bác. Để mình đi vòng tới mình vô nhà chợ nhà lồng nha. Hai nãy có 15 anh ơi. Đây 15 ngàn. Dạ, rẻ rẻ à. Dạ. Nguyên một bọc luôn, 45 bọc ngàn. Nguyên một bọc luôn, chợ rẻ mà. Rẻ, chợ này á. Dạ. Miễn phí 5 ngàn luôn á. Không, chợ nào là cũng được. Để chơi. Đây. Bán rau sạch. Dạ, cái này rau sạch không à. Rau sạch không ấy. Dạ, dừa chua này cũng sạch luôn nè. Dạ. Chuối cũng sạch luôn hả? Vui vẻ quá. Ồ, có mấy cái măng. Cái công ăn cũng bán luôn. Ừ. Cái này là rau sạch không? Còn rau này rau gì? Cái này dền nó lên á. À, dền với cái này là đọc khoai lang. Ồ, rau dền. Dền mà cái lá bự quá. Tốt quá. Tốt quá, tốt. Đã mưa xuống rồi mình trồng cá cực bò đó. À. Rồi, tiếp theo nữa mình đi vào chợ Nhà Lồng nó quá. Đây là chợ Nhà Lồng của chợ Ò Len. Ồ, đông quá nè. Bây giờ mình nhìn lên cái đông quá nè. Mắc cỡ. Măng, ha. Có mưa là bắt đầu có măng tre ha. Chuối này là ngải bún. Dạ, ngải bún. Ê, thôi nữa. Bên đây thì trái cây. Bờ núi. Hãy
giờ mình vô không trong xíu. Trong đây thì những cái quầy rau bự hơn, hoành tráng hơn. Bên đây thì bên tay trái mình là cá. Ăn chụp không? Mình quay sơ cá chút xíu rồi. Cô bán rau này là cũng là người Khmer nhưng mà cô trắng tươi rồi. Chị là người người Khmer hay là người Việt Nam? Dân tộc Khmer. Người dân tộc. Dạ. Người dân tộc mà sao trắng đẹp vậy? Dạ. Trắng đẹp quá. Kem. Không. Mình chọc chị chút xíu nha cô bác. Dạ. Em nói với khách hàng là em chọc chị một chút. Dạ, không sao đâu. Chị rất vui vẻ. Dạ dạ. Không sao đâu. Dạ dạ không sao. Cũng bao vui vẻ. Sạch. Yeah. Sát là đẹp phải không? Dạ. 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 Kem. Bông súng nha. Đọc chị vui vẻ quá. Dạ. Yeah. Rồi, hot cool. Em cũng đẹp tới nơi. Còn cô gái này thì đang ăn sáng. Mời cả nhà ăn sáng. Ủa, hôm trước nhớ là bán quần áo chỗ này mà phải không? Không, ta bán bánh xèo. À, rồi cái chỗ nào bán cái quần áo của người Khmer? Bữa nay ta không có bán. À, bữa nay ta không bán. Dạ. Ờ, ok. Dạ, ok. Một người lên trên đó. Sao ấy? Sao chị? Nó kêu em coi một chút đi, cho khách coi một chút. Cho khách ngắm một tí. Dạ dạ. Đâu 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 là bãi ơi. Bãi rồi đó, bãi rồi đó, kệ kệ. Rồi, mình tiếp tục nha cô bác. Cảm ơn chị. Dạ dạ, cảm ơn hết chú. Còn này là môn. Rồi, phía trước này là những cái quán cháo bò nha cô bác. Rồi tính ra chợ này lớn chứ, chợ này cái nhà lồng lớn quá. À, chị này bán đồ Thái hay gì chị? Đồ Thái hay đồ Việt Nam? Đồ Thái nhiều ha. Dạ, đồ Thái nhiều. Đồ Thái nhiều hơn. Gian hàng tập quá. Chị người Khmer chị mua đồ Thái chị bán. Nói chung ra là dễ hơn mình, dễ hơn người Việt Nam. Những cái đồ này chị lấy ở bên Campuchia hả? Bà con vui vẻ gặp camera chọc mình hoài luôn. Thôi ok. Rồi bên này thì là gian hàng cháo bò. Cháo bò, bánh hỏi, thịt heo quay. Chị mắc cỡ, chị đi mất tiêu rồi. Rồi, mình đi ra phía trước con cô bác ơi. Điện thoại
Rồi và tiếp theo nữa là mình chạy một vòng cho cô bác xem những cái chùa của chợ Ò Leng nha. Mình sơ qua cho cô bác xem lại cái từ xa về cái chợ Ò Leng. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào trong cái chùa Hàng Còng cho cô bác xem. Thì cái chùa Hàng Còng nằm kế cái chợ Ò Leng. Và mình sẽ ghi hình lại cho các bác xem về cái chùa Hàng Còng một chút xíu. Ngôi chùa rất là đẹp luôn. Và kế chùa Hàng Còng thì nó có một cái chùa cổng trời. Hôm nào mình sẽ đến đó mình quay cho các bác xem cái chùa cổng trời. Còn bây giờ thì mình đi vào cái chùa Hàng Còng. Quá đẹp luôn. Mình đi lối này là phía sau của chùa Hàng Còng. Rồi tí nữa mình sẽ ra phía trước mình quay cái Hàng Còng cho cô bác xem nha. Rất là hoành tráng luôn. Và ngôi chùa này có một cái ngôi chùa, một cái chùa rất là đẹp, màu hồng nha cô bác. Để tí mình tới mình quay cho cô bác xem. Ra cái chợ lúc nãy vắng là như vậy đó cô bác. Vì họ đi chùa hết rồi. Cái tục lệ của họ đi chùa một tháng là 4 lần, là ngày 8 và ngày 15, 23 và 30. Đó, tục lệ của họ là như vậy. Cho nên hôm nay cái chợ hơi vắng nha cô bác. Mình sơ qua cho các bác xem tí xíu về trong cái nghi thức lễ của họ. Cho nên cái chợ mình hơi vắng. Thì ra là ngày hôm nay là ngày 30, cho nên họ đi chùa hết. Quá đông luôn. Thì chúng ta thấy được ba sông và ca ngầu như khác mình chơi bốn sông phố lo rộng bò lòng thi nên tập mạch thiết thần nê nê nồng vương câu mà đi cùng ta nay chẳng tổ đấy không nhận ta kia. Tới đây thì mình không biết nói gì nha cô bác, mình chỉ biết ghi hình lại cho cô bác xem thôi. Cảm ơn thi quân cho lúc này sao thi cao thẻ kê nằm rôn thò sạch kinh tắc đã ra thi quân trăm rôn thở bay. Sau một ngày thì muôn khai như thơm na kinh tắc đã ra thi quân. Rồi bây giờ mình đi ra phía ngoài cái chùa mình ghi hình cho cô bác xem nha. À, có những người họ đi vào trong đây họ bán luôn. Bánh xe bò. Vì bán cái bánh gọi là cái bánh xe bò. Nghe cái bay ta thay nam tỏ tay lý mong trầm môi trầm kê đi vô thần tâm mong trầm chi và vô thần kê để vô thần ngài. Và bên đây thì mình thấy có bánh ít. Chào các bạn. Bánh ấy. Bánh cơm. Bánh cơm mà, ngươi ngang bao bồn. Bánh cơm. Vô, con cháu mua. Đi mua đây.
ba cây năm ngàn đi, đặc biệt đi, người dân tộc làm ngon. Ba cái năm ngàn. Chị chọc mình, chị chọc mình, chị vui vẻ quá. Ba cái năm ngàn. Dạ. Sáng anh. Sáng anh. Ba cái năm ngàn. Và mình sẽ ghi lại cho các bác xem thêm chút xíu về cái ngôi chùa ở đây. Màu hồng quá đẹp luôn. Giờ này thì các cụ đang ngồi bên chánh điện để làm lễ. Rồi mình qua đây mình ghi hình cho các bác xem về cái ngôi chùa này một chút xíu. Quá đẹp luôn, nó màu hồng. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra cái hàng cồng cho các bác xem nha. Cái này là chùa hàng cồng. Nếu mà mình muốn thấy được những cái cảnh mà họ đi chùa lễ như thế này thì hàng tháng cô bác đi vào ngày 8, ngày 15, ngày 23 và ngày 30 âm lịch nha cô bác. Thì họ sẽ đi chùa như vậy. Đã xong nha cô bác, mình sẽ ghi hình cho cô bác xem thêm chút xíu nữa. Rồi mình chở ra cái hàng cồng và đi về luôn. Mình chở ra cầu cây me lại. Mấy các sư đi ra cô bác. Còn họ bắt đầu họ đi ra, đông dữ luôn, quá đông luôn quá. Người người họ đem những cái phần cơm, phần ấy ra rồi họ đi cúng mấy ông sải. Đi giống như là đi phất thực cho mấy ông cải á cô bác. Này là đem là cúng cho mấy sư ha cô. Mỗi người một cái cảm ơn nha cô bác, mỗi người một cái cảm ơn. Đem tới giống như là cúng cho mấy sư. Thầy vì họ đi khất thực mà họ không đi. Và có những lúc họ đi khất thực nha cô bác. Mình không biết tiếng dân tộc nhiều lắm cho nên mình không hỏi được tại sao mà có những lúc đi khất thực. À thì ra mình sẽ nghĩ sơ sơ thôi thì 4 ngày này là 4 cái ngày họ đi đến chùa. Còn lại thì các sư đi khất thực. Mỗi người một cái cảm ơn. Bây giờ mình sẽ chạy ra phía trước của cái ngôi chùa.
và mình đi ra cái chùa mà Hàng Còng, mà cái nơi đẹp nhất có cái tên đó cô bác, vì cái chùa này gọi là cái chùa Hàng Còng. Rồi bây giờ mình đi ra đó nha cô bác. Cái biệt danh của ngôi chùa này là chùa Hàng Còng. Những cây còng rất là hoành tráng và đẹp nha cô bác. Đẹp luôn. Rồi bắt đầu là giờ này cái đầu họ về, cái họ ra đồng nha cô bác. Đúng ra hôm nay là mình vào cái chợ này thì cô bác nghĩ đi, rất là đông người như thế này ở trong cái chợ đó, họ mua bán rất là tấp nập trong cái chợ đó. Hôm nào mình sẽ đi vào những cái ngày mà không có phải là ngày lễ của họ để mình ghi lại coi cô bác xem cái chợ rất là vui, rất là vui nha cô bác. Đây là cái cổng chính của chùa Hàng Còng và cái phiên chợ Gò Len. Và đến đây em cũng xin dừng video luôn. Cảm ơn cô bác đã xem video của em nha. Và tiếp theo nữa, ngày mai mình sẽ đi quay cái chợ cây me cho cô bác xem nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video của em. Nào mình sẽ vào trong những cái phum sóc ở trong đây vào cho các bác xem nha. Trong đây có phum sóc trong đây nè, nhưng mà nó sâu ở trong nó sẽ mộc mạc hơn. Ở trong sâu ở trong thì có nhiều lớp nhà đó. Đặc biệt là người Khmer, chùa của họ rất là nhiều.
hôm nào mình sẽ đi vào trong cái shop đây. Các bạn xem.